Thật là một cuối tuần sôi động với các trận đấu tâm điểm của chung kết thế giới 2023. Không chỉ là các cặp BO3 để tìm ra những cái tên đầu tiên bước tiếp vào vòng playoff, mà ở ngày chủ nhật, các cặp trận giữa các đội tuyển có hiệu số 1-1 cũng cực kỳ căng thẳng đối với tính chất sống còn của nó. Tất cả đều đã cống hiến hết mình, không chỉ vì chiến thắng mà còn cả là vì niềm tin nơi người hâm mộ. Bên cạnh đó, khán giả trên toàn thế giới cũng được thưởng thức những gia vị trọn vẹn nhất trên từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Quả thật là không thể nào từ chối được mỗi khi nghe tin đội tuyển con cưng của mình ra sân. Buồn có, vui có, hồi hộp có, thăng hoa cũng có trong kết quả của cả hai ngày thi đấu này. Vậy hãy cùng Cà phê Liên Minh điểm qua một số kết quả của các cặp trận đã diễn ra trong hai ngày thi đấu rực lửa trong video sau đây nhé. Nói đến đây là đã đủ để thấy được sự hứng khởi và khơi dậy trong anh em sự tò mò rồi phải không nào? Vậy còn đợi chờ gì nữa, hãy tìm ngay cho mình một chỗ ngồi ổn định và bước ngay vào nội dung chính của ngày hôm nay thôi. Vừa tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Ngay khi đả bại Bilibili thành công trong ngày hôm qua, anh trọng tài đã cho thấy sự mát tay của mình. Không biết anh chàng đẹp trai này có ưu ái quá cho nước chủ nhà hay không khi anh liên tục bắt các đại diện đến từ Trung Quốc phải dẫm chân lên nhau. Và trong ngày hôm nay, một cuộc nội chiến nữa đã được tạo ra, Jin Dong và Lai Ning phải hỗn chiến với nhau để giành lấy tấm vé đầu tiên đến chơi với vòng playoff. Chovy gọi, Scout trả lời. Sau khi xem màn trình diễn trên cả tuyệt vời của Chovy, có lẽ Scout muốn mang con tướng của mình trở lại. Đồng thời, Camille cũng có lần đầu tiên xuất hiện tại chung kết thế giới 2023 trong tay của Zika. Lai Ninh cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào trong màn đụng độ này. Sau những phát biểu thể hiện được tham vọng của cả hai đội trước trận đấu, với vị thế là đội tuyển được đánh giá cao hơn, Jin Dong chủ động trong từng pha xử lý, trong khi Kanavi đọc như tắc răng thì ba đường còn lại của Jin Dong đều trên cơ hoàn toàn so với Lai Ninh. Không mất quá lâu để mở điểm cho ván đấu, Lai Ninh không hề muốn để con sứ giả rơi vào tay của Jin Dong và một cuộc giao tranh 4-4 đã nổ ra. Jin Dong đã thể hiện sự khủng khiếp của mình trong việc sử dụng chiêu thức. Họ chỉ mất 2 người nhưng đổi lại được đến 4, đồng thời khiến cho Lai Ninh không nhặt được con sứ giả. Scout gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi chỉ cách con Baron chưa đến nửa mét. Ở phía ngược lại thì Ruler bị solo kill bởi Gala trong một pha timing cực kỳ chuẩn chỉ của anh chàng này. Hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng, không ai nhường ai trong những diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên cái cách mà Jin Dong vượt lên về tiền chỉ trong giai đoạn đi đường đã cho thấy được đẳng cấp của họ. Dù cho Jin Dong Gaming dẫn về tiền, nhưng với lợi thế 3 rồng, Jin Dong buộc phải ép Lai Ninh vào một pha đánh nhau khi tràn thẳng vào hàng Baron. Sát thương gây ra của đội hình Jin Dong cực kỳ khủng khiếp, khiến con Baron bị hủy diệt quá nhanh. Tắc răng dù đã xuống kịp lúc nhưng không thể trừng phạt thành công. Từ lợi thế đó, Jin Dong tiến lên quật ngã toàn bộ đội hình của Lai Ninh. Bên cạnh đó, quá khứ gièm rúa trong kỳ chung kết thế giới năm ngoái vẫn ám ảnh, vẫn bám đuổi anh chàng này. Trong Scout, ta thấy được sự loay hoay trong việc tìm cách tỏa sáng với Akali, còn Zika thì lại như một bóng ma khi chẳng đóng góp được gì với lựa chọn Camille của mình. Ngoài kia, con tướng 200 năm của 369 đã làm hết tất cả mọi thứ. Thậm chí đội hình của Lightning lại chẳng thể đụng được một chút nào vào người của Ruler. Và rồi kết cục bi thảm dành cho Lightning, giao tranh thất bại, mất rồng, mất cả Baron và mất luôn cả ván đấu. Khi chỉ cần đến một con Baron thôi, Jin Dong đã đủ sức mạnh để kết thúc ván đấu một cách không thể nào chóng vánh hơn. Sự chống cự của Lightning là có, nhưng như vậy là không hề xi nhê với đội hình tràn vào quá khỏe của Jin Dong Gaming. Ván đấu thứ hai bắt đầu, mặc dù hai đội đều lựa chọn những vị tướng đơn thuần và dễ vận hành, thì khi đổi bên cho nhau so với ván đấu đầu tiên, Lai Ninh đã tận dụng điều đó rất tốt. Chủ động hơn trong từng bước di chuyển, không còn co cụm và bị động, Lai Ninh giờ đây đã tạo được lợi thế ở các đường cánh, từ đó lấy dần các mục tiêu lớn trên bản đồ, quả cầu tuyết được lăn đều theo thời gian. Một ván đấu vô cùng nhàm chán, nhịp độ thì cực kỳ chậm, cộng thêm việc cả hai đội đều chẳng hề có ý định va vào nhau, thế trận êm đềm trôi qua. Trong thế bí bách, Jin Dong quyết định lao vào ăn con sứ giả. Với sự chủ động, Lai Ninh đơn giản là phản công, cô lập các thành viên của Jin Dong, khai thác vào những bước di chuyển sai lầm để lấy đi từng mạng hạ gục một, qua đó kéo giãn thêm khoảng cách về tiền. 20 phút, Scout vác hai trang bị lớn trên người ra và chỉ với một combo, Scout đã khiến Ruler out giao tranh hoàn toàn. Những người đồng đội đã cố gắng đáp trả nhưng một mình 369 không thể giúp cho Jin Dong tránh khỏi một pha giao tranh thua. Kịch bản thì không khác gì ván một, tuy nhiên tên của hai đội được đổi chỗ cho nhau. Trong thế đường cùng, Jin Dong buộc phải đánh nhau ở con rồng thứ tư. Dù đã ngắt thành công mạch rồng của Lai Ninh, nhưng Lai Ninh lại làm quá tốt trong pha giao tranh sau đó. Nếu trong ván trước Ruler được chơi, thì bây giờ sẽ là Gala. Gala được thoải mái bắn từ đầu đến cuối, nên Lai Ninh dễ dàng quét sạch Jin Dong. Vẫn chỉ một con Baron là đủ, Lai Ninh thể hiện mình không hề kém cạnh với Jin Dong. Lai Ninh cùng 5 bùa lợi Baron tiến thẳng hủy diệt đội hình của Jin Dong để cân bằng tỷ số 1 đều. Đột biến đã được tạo ra ở ván đấu quyết định. 369 đã không còn đánh chất tướng thuần tanh, anh được giao trọng trách với con bài carry hạng nặng mang tên Archok. Đúng với tính chất căng thẳng, ván đấu dần cởi mở hơn, nhịp độ đã được đẩy nhanh hơn, không còn quá nhiều sự cẩn trọng. Những tình huống hai đội va vào nhau cũng từ đó mà nhiều hơn hẳn so với hai ván trước.
nhưng bản chất vẫn được giữ nguyên vẹn khi Jin Dong 8 lạng thì Lan Ninh lại là người nửa cân. Thế trận cân bằng và không có bất cứ lợi thế nào rõ rệt được tạo ra giữa hai đội. Trong thời khắc quan trọng nhất, Jin Dong đã thể hiện được bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Chính họ là người tháo nút thắt của ván đấu, khai thác vào sai lầm chí mạng của Scout để Missing có một pha di chuyển vòng ra sau trụ hai vô cùng tinh quái, mở ra giao tranh chớp nhoáng giúp cho những người đồng đội tràn vào đầy mạnh mẽ, quật ngã đội hình của Lightning, mang về con Baron và một lần nữa đặc trưng của cặp trận này được lên ngôi. Hễ đội nào có được Baron trước, đội đó sẽ giành được chiến thắng. Jin Dong cùng bộ lợi Baron đã nhanh chóng tiến thẳng vào đường dưới. Đội hình của Lightning tuy đã có những pha đáp trả cực kỳ đanh thép khi bắt chết được Canavi, rồi tiếp đà thăng hoa, họ tiếp tục lao lên. Nhưng việc lún vào quá sâu của cả Scout và Tác Giang giúp cho Missing có cơ hội mở ngược lại combat mãn nhãn. Với chiêu cuối xuất hiện hoành tráng, đội hình của Lightning như xẻ 5 xẻ 7, họ cố cover cho nhau để dứt điểm được Ruler. Nhưng Lightning lại quên rằng bên phía Jin Dong Gaming lại còn có một 369 đang hóa Chaos cùng quỷ kiếm Darkin. Bỏ cái khiên xuống, cầm cái đao lên, 369 chặt hết tất cả những gì trước mắt giúp Jin Dong Gaming thắng lợi chung cuộc và là đội đầu tiên tiến vào vòng playoff. Cặp đấu tâm điểm của ngày hôm nay đã diễn ra đúng với sự kỳ vọng của khán giả trên toàn thế giới. Mối liên kết giữa Scout và Chovy là cực kỳ mạnh liệt. Scout vừa vác Silas ra ở ván đấu trước đó thì bây giờ sẽ đến lượt Chovy xuất quân. Bên cạnh đó, sự chú ý còn được đổ dồn vào Mikis, hỗ trợ của Jichu khi anh chàng này mang ra quân bài siêu dị Lissandra, cho thấy bài vở để đối đầu với Genji là kỹ lưỡng như thế nào. Lối đánh kiểm soát quen thuộc được Genji tạo ra trong những phút đầu. Cho đến phút thứ 11, Caps khiến nhiều người ngỡ ngàng khi có một pha solo kill thành công người chơi đường giữa top đầu của Hàn Quốc. Và điều đó gián tiếp chạm vào lòng tự ái của Chovy, chọc giận Chovy và cả Caps cùng tập thể Jichu phải hứng chịu cơn thịnh nộ trong những diễn biến tiếp theo. Bước ngoặt xảy ra ở phút 18, trong lúc Jichu đang dẫn con sứ giả hút vào trụ hai đường trên, Genji chỉ cần sự có mặt của Doran và Chovy là đủ để tạo nên một pha giao tranh thắng. Doran cho thấy sự trưởng thành của mình qua từng mùa giải. Anh có một pha quay tay làm choáng, kết hợp tốc biến được đến 4 thành viên, tạo tiền đề để những người đồng đội di chuyển đến và dọn dẹp những gì còn sót lại. Điểm sáng của Jichu trong ván đấu này là không để Genji có thể vượt lên dẫn trước về lượng tiền mà thôi. Chứ còn về thế trận thì họ luôn nằm trong thế bị động so với Genji. Và khi một con rác trong tay của Doran cùng hai món trang bị lớn trên người, đội hình Genji ập vào quét sạch Jichu ở pha combat rồng, từ đó lấy về con Baron đầu tiên của ván đấu. Chỉ trong một khoảnh khắc, chiến thắng đã rơi hoàn toàn khỏi tay của các thành viên Jichu. Tận dụng bùa lợi Baron, Genji bốc rỡ đi các công trình nhằm tạo thêm khoảng cách chênh lệch và những nỗ lực của Jichu chỉ khiến họ sai lầm nối tiếp sai lầm, dẫn đến việc Jichu bị bóp nghẹt trong màn tỏa sáng rực rỡ của Paige và Chovy. Genji dễ dàng dẫn trước 1-0. Một ván đấu với quá nhiều sự ảo ma đến từ bảng đếm số khi Paige ăn được chiến công trong khi bảng tỷ số lại là 1-1. Bên cạnh đó, Jichu dường như đã mất phần nào đó tinh thần thi đấu của mình trong ván 2 và nhường toàn bộ thế trận cho Genji. Từ giai đoạn đi đường đến những giao tranh sau đó, Genji là đội áp đảo hoàn toàn Jichu ở mọi mặt. Thế trận một chiều được Genji tạo ra với khả năng pressing tầm cao của Peanut. Genji gần như có tất cả những điều họ muốn từ các mục tiêu lớn đến các mạng hạ gục, thậm chí là cả các công trình. Nếu ván 1 là show diễn của Paige, thì ở ván 2, một con quái vật trong tay đã đáp lại đanh thép như những gì mà 369 đã thể hiện trước đó. Ngoài ra, Chovy với phong độ cực kỳ hủy diệt, Akali của anh quá mạnh trong kèo đấu với Talia. Jichu đã không làm cách nào để ngăn cản được mỗi khi anh chàng này lao vào. Và điều gì đến cũng đã đến với pha giao tranh thắng ở phút thứ 23. Genji có được bùa lợi Baron và trong những nỗ lực cuối cùng còn sót lại, Jichu phải đón nhận thêm hai pha giao tranh thất bại đầy nặng nề nữa, để rồi họ đành gục ngã khi đẳng cấp là quá chênh lệch đến từ hai bên. Jichu đơn giản là ngập thở với thế trận mà Genji xây dựng. Có được thắng lợi chung cuộc, Genji là cái tên thứ hai có mặt tại vòng playoff. T1 cho thấy cái duyên của mình khi đối đầu với các đội đến từ Bắc Mỹ. Không chỉ thể hiện sự trên cơ, T1 còn đưa ra các lựa chọn vô cùng mới lạ. Điều đó được chứng minh bằng việc khóa vào bát dành cho Keria ở vị trí hỗ trợ. Và vẫn là lối đánh quen thuộc khi T1 chủ động chọn một bộ đôi đường dưới mạnh cho Gumayushi có thể thoải mái farm. Trong khi đó, chủ tịch Faker được ưu tiên cho một kèo pick sau cùng với sự tự tin cao nhất. Tuy đường giữa không thắng, nhưng hai cánh của T1 lại vô cùng mạnh mẽ, giúp cho Owner thoải mái trong khả năng di chuyển xâm lăng, tạo áp lực với Blabber, từ đó mở các cơ hội lấy về những mục tiêu lớn trên bản đồ. Mọi đường đi nước bước của Cloud9 bị T1 bắt bài hoàn toàn, và ngay ở phút thứ 10, biết rằng Blabber sẽ lên đường trên, Zeus đã câu giờ rất tốt để đợi Owner đến. Một pha giao tranh 3-3 đã diễn ra và Rumble trong tay Zeus thoải mái gây sát thương mà chẳng hề bị chạm vào. Anh đã nướng chín cả 3 thành viên của Cloud9. Với lợi thế đó, T1 nắm quyền kiểm soát, quả cầu tuyết dần dần được lăn mạnh mẽ theo thời gian và khoảng cách chênh lệch ngày một lớn hơn giữa hai đội. Người anh cả Faker tuy phải chịu thiệt thòi một chút trong giai đoạn đi đường, nhưng bù lại anh đã giúp cho các người đàn em của mình có quá nhiều lợi thế.
Ở giao tranh hang rồng phút thứ 18, nghĩ rằng một pha lao vào hơi hớ của Owner đã đưa bản thân anh vào nguy hiểm, nhưng sát thương của đội hình lại quá hạn chế để có thể kết liễu được sau khi Cloud9 đã dồn tất cả mọi thứ vào Owner. Đội hình T1 đơn giản là phản công. Keria có pha Q flash làm choáng được đến hai thành viên. T1 ập vào hạ gục từng người một và có một pha quét sạch vô cùng chóng vánh. Cloud9 lép vế về mọi mặt, họ gần như choáng ngợp khi phải đối đầu với T1. Và khi mọi thứ đã an bài, khi còn Baron vừa chạm đất, nó đã lập tức bị tiêu diệt bởi T1. Sau đó là một màn hủy diệt mà T1 gửi đến Cloud9, chiến thắng quá dễ dàng cho đại diện nước chủ nhà. Nó dễ dàng đến mức thậm chí Cửu Vân còn chẳng có nổi một điểm hạ gục nào trong toàn bộ ván đấu này. Không còn là các lựa chọn đơn thuần ở vị trí xạ thủ, với một đội hình lao vào mạnh, Matt tất tay với quyết định khóa vào Nila, nhưng NRG mới là những người tạo ra đột biến ở những phút đầu tiên trong một pha di chuyển kiểm soát. Elioya đã bị quay bởi đội hình của NRG. Dù đã phải đầu tư cả tốc biến, nhưng với pha outplay đến từ Igna, Elioya ngậm ngùi dâng mạng chiến công đầu cho NRG. Với lợi thế từ giai đoạn sớm, NRG là những người chủ động hơn trong những bước di chuyển của mình. Thế trận giằng co từ cả đôi bên, đánh nhau diễn ra khắp mọi nơi trên bản đồ, hết đường trên rồi lại đường dưới. Những lợi thế rõ rệt nhất của NRG là họ kiểm soát các mục tiêu lớn tốt hơn so với Matt. Ở pha giao tranh hang rồng phút thứ 18, Kazi có ý định mở combat với pha tốc biến gom lại hai thành viên của NRG. Nhưng hai thành viên này phản xạ quá nhanh khiến cho pha lao vào của Kazi bị hớ đà. Lập tức chớp lấy thời cơ, NRG phản công ngược lại. Kazi bị cô lập và nằm xuống rất nhanh. Và khi nguồn sát thương chủ lực đã mất đi, đội hình của Matt lập tức tàn vỡ. NRG có được một pha quét sạch cùng món quà tặng kèm là con rồng thứ 3 của ván đấu này. Thế nhưng, cầm vàng lại để vàng rơi. Vừa có được lợi thế, NRG lại quăng nó đi ngay. Pha di chuyển cắm mắt hớ hênh của Igna giúp cho Matt có được đếm hai mạng hạ gục và sai lầm nối tiếp sai lầm. Dokla di chuyển vô cùng khó hiểu, dâng tiếp mạng cho Matt và đội khi đó cũng không còn có thể ngăn cản Matt có được bùa lợi Baron. Tiếp đó, NRG tổ chức một pha giao tranh chớp nhoáng, nhưng với sự xuất sắc của Nisqy khi có liên tục các pha băng địa chấn hất được rất nhiều người, giúp cho Matt có được pha giao tranh thắng lợi tiếp theo. Hai đội đánh nhau không ngừng nghỉ, nhưng thế trận vẫn đang nằm trong thế cân bằng và NRG đang dựa vào ba con rồng để tạo thêm áp lực cho Matt. Sự giằng co kéo dài đến phút thứ 32, trong thế đẩy cùng bùa lợi Baron của NRG, Matt quyết định mở giao tranh với pha combo vào của Enyoya, nhưng một lần nữa Nisqy là người tỏa sáng với pha băng địa chấn chính xác vào người của FBI, tạo khoảng trống cực lớn để Kazi có thể gây sát thương và càn quét đội hình của NRG. Mặc dù vậy thì phải đợi đến phút thứ 35 khi con rồng tiếp theo xuất hiện, áp lực từ linh hồn rồng đã ép cho Matt phải bắt buộc là người lao vào trước. Đội hình của Matt bị chia cắt hoàn toàn, trong khi đó FBI ở đằng sau thì thoải mái bắn từ đầu đến cuối. Có được linh hồn rồng đất cùng bùa lợi Baron, lợi thế bắt đầu hiện ra cụ thể hơn cho NRG. Sau bao nỗ lực, NRG phải đợi đến phút thứ 42 mới có thể được ăn mừng chiến thắng, khi đội hình của Matt buộc phải kéo ra hang rồng ngàn tuổi để tranh chấp. Tận dụng thời gian đó, Palafox đã chạy thẳng vào phá hủy nhà chính của Matt trong sự bất lực của Jay-Z cùng những người đồng đội. Ý định của Fnatic rất rõ ràng khi họ đưa lựa chọn mở Poppy lên đường trên để khắc chế vào Jax trong tay của Bin. Tận dụng rất tốt việc L không còn rậm nhảy tên lửa, Chibi combo hoàn hảo giúp cho Razok có một pha ganh thành công để lấy được mạng chiến công đầu và nhường lại cho đúng người. Tiếp đà thăng hoa, họ có thêm một pha ganh tốt ở đường giữa lấy về mạng hạ gục tiếp theo dành cho Fnatic. Bilibili lập tức có lời đáp trả khi ganh vào đúng vị trí của một Poppy không còn năng lượng. Sau đó họ tràn vào hang sứ giả, nhưng Fnatic phản công quá tốt với pha múa cực dẻo đến từ Humanoid. Đáng tiếc thay, hai mạng hạ gục có được của Fnatic đều rơi vào tay của hỗ trợ Chibi. Bù lại thì Razok có được sứ giả để tiếp tục tạo thêm lợi thế cho đồng đội của mình. Sau khoảng thời gian đầu bị lép vế, bản lĩnh của Zid 2 LPL được thể hiện với pha giao tranh thắng ở phút thứ 20. Bilibili dần dần lấy lại được tinh thần và họ tiếp tục có pha giao tranh thắng ở hang rồng. Trong khi Sun làm tốt nhiệm vụ cover cho L được bắn, thì Bin lại quẩy cực nhiệt ở tuyến sau khi choáng 3, choáng 4. Và tư thế chủ động, Fnatic bỗng dưng trở thành những người phải tháo chạy. Cả hai chủ lực của họ bốc hơi chỉ trong tích tắc. Fnatic lúc này như bầy ong vỡ tổ. Bilibili thì lại có được Baron và bắt đầu hành trình lật kèo của mình. Có được bùa lợi này, Bilibili như được tiếp thêm 100% sức mạnh. Sức ép mà họ tạo ra là vô cùng nghẹt thở và ý định khắc chế Bin của Fnatic đã sụp đổ hoàn toàn. Không những vậy, họ còn để cho Jax trong tay Bin thăng tiến sức mạnh với tốc độ khủng khiếp. Bilibili không quá khó khăn để có thể tiến vào căn cứ của Fnatic và kết thúc ván đấu ở phút thứ 34. Tâm điểm của ngày Chủ nhật chính là cuộc đại chiến Hàn Trung giữa KT và Weibo Gaming. Hai đội có cùng hoàn cảnh khi thiếu may mắn để có được hai trận thắng, dù cho họ đã thi đấu không hề tệ một chút nào cho các đại diện được đánh giá cao hơn. Hai đội đều đã thể hiện quyết tâm của mình trong ván đấu này, nhưng người hưởng niềm vui trước là KT. Weibo Gaming rơi vào một pha giao tranh vô cùng khó hiểu khi WayWay có một pha đứng tự tin thái quá. KT tràn lên hạ gục từng người bên phía Weibo. Kể từ lúc đó, Weibo Gaming mất dần thế trận. Họ tiếp tục mắc sai lầm,
Katy thì lại rất biết cách khai thác điều đó. Và quả cầu tuyết được lăn với vận tốc vô cùng chóng mặt. Chỉ sau 20 phút, chênh lệch đã lên đến con số 7.000 vàng. Tuy nhiên, Katy đã giúp cho ván đấu trở nên hấp dẫn hơn với pha bắt bớ và Xiao Hu tai hại, tạo điều kiện cho Weibo phản công kéo lại ván đấu. Với lối chơi thuần kiểm soát, Katy có tất cả các mục tiêu lớn trên bản đồ, tầm nhìn dài khắp mọi nơi, vì vậy khoảng cách về tiền luôn được giữ ở con số tương đối lớn. Thế trận giằng co cho đến phút thứ 30, Katy quyết định tổ chức một pha ăn Baron. Họ đã thành công khi ăn được Baron, nhưng họ phải đổi lại bằng 4 mạng hạ gục khi khả năng đánh bật ra của Weibo Gaming là quá mạnh mẽ. Mãi đến phút thứ 37, trong thế bắt buộc phải đánh nhau để ngăn cản linh hồn rồng của Katy, Weibo Gaming tràn thẳng vào hang Baron. Emin xuất sắc với bản năng sát thủ của mình khi ra sau đội hình của Weibo Gaming và khiến Xiao Hu bị áo giao tranh. Trong khi đó, Lai cũng bị truy đuổi gắt gao ở phía ngược lại. Không còn sát thương, Weibo Gaming thất bại trong pha giao tranh. Với bùa lợi Baron trên cả 5 thành viên, Katy kéo xuống đường dưới bắt lẻ vào đúng vị trí của The Shy. Đồng đội thì đã không đến kịp để cover cho anh, thậm chí anh còn phải bỏ lại mạng và 3 mạng hạ gục là đủ để Katy kết thúc trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay với niềm vui dành cho người Hàn. Sau khi các ván đấu hấp dẫn của hai cặp trận BO3 ngày thứ 7 và các cặp trận BO1 ngày Chủ nhật kết thúc, không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra khi các cái tên được đánh giá nhỉnh hơn đều đã giành chiến thắng cũng như ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Mặc dù vậy, màn trình diễn của các đội thua cuộc lại không quá tệ, vì đã có lúc họ vươn lên nhưng tiếc rằng họ thiếu một chút may mắn để có thể vượt qua được đối thủ của mình. Nhưng họ cũng không cần phải quá lo lắng vì cơ hội vẫn còn rất nhiều dành cho họ, bởi họ sẽ tiếp tục đối đầu cùng các đội tuyển vừa có được chiến thắng trong ngày hôm nay để nuôi hy vọng tiến vào vòng trong với các cặp đấu BO3. Đừng quên rằng, ngày mai, đại diện duy nhất của VCS chúng ta sẽ có màn quyết đấu sinh tử cho một cặp BO3 với Team Liquid để xem ai sẽ là người đầu tiên phải book vé máy bay về nước. Thế nhưng với màn trình diễn đáng thất vọng ngày hôm trước, chắc rằng sẽ không còn nhiều niềm tin từ nơi người hâm mộ đặt vào cam nữa. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng đừng từ bỏ, hãy luôn đặt hy vọng vào họ dù là những tia hy vọng nhỏ nhoi. Biết đâu vào một ngày đẹp trời, Gam hóa Chaos và quật ngã được đội tuyển người Hàn đến từ Bắc Mỹ thì sao, đúng không nào? Ngoài ra, cuộc đụng độ giữa Seed 4 Hàn Quốc và Seed 4 châu Âu cũng đáng để ngóng chờ đấy. Liệu Mid King và Jung King có giúp cho nhân vật chính của ca khúc chung kết thế giới là Def trở về từ cõi chết như năm ngoái hay không? Mọi kịch bản điên rồ nhất vẫn đang hiện diện trước mắt và hoàn toàn có thể xảy ra. Cuối cùng, anh em cảm thấy gia vị trong video ngày hôm nay đã đủ để khơi dậy tinh thần hứng khởi và tạo nên nguồn động lực để theo dõi và ủng hộ cho các đội tuyển mà mình yêu thích chưa? Đừng quên để lại một subscribe để giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.